Những ngày qua, tại một làng chài ven biển của tỉnh Khánh Hòa đã mọc lên một ngôi chợ khang trang, không phải do nhà nước đầu tư mà là của một người dân làng chài bỏ tiền ra xây dựng, sau đó sẽ được thu hồi vốn theo dạng bót. Để tạo thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày cũng như phát triển kinh tế cho hàng trăm hộ dân làng chài, Ngọc Diêm thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và sau khi được Ủy ban Nhân dân xã này phối hợp với thôn vận động kêu gọi, một hộ dân làng chài đã tự bỏ vốn đầu tư xây dựng lên một ngôi chợ khang trang mang tên chợ Ngọc Diêm nằm ngay trung tâm thôn và đã đưa vào hoạt động ngay trong Tết vừa qua, mang niềm vui đến cho các hộ dân làng chài mà từ bao đời nay luôn mơ ước. Từ khi có ngôi chợ, cảnh mua bán luôn diễn ra tấp nập, từ rau quả đến các loại hải sản do ngư dân làng chài khai thác, đánh bắt đều mang ra chợ tiêu thụ, trao đổi hàng hóa, góp phần nâng cao cuộc sống của các hộ dân làng chài. Thì nói chung được sự thống nhất của ủy ban, đó, rồi bí thư chi bộ thôn cùng khối chính trị thôn Ngọc Diêm, tôi là chỗ trưởng thôn cũng vận động chỗ nhân dân những nhà có điều kiện để đầu tư vào cái chợ. Tổng cái vốn đầu tư là cái phần nền không là 100 triệu, còn cái phần mái còn trên là 380 triệu, tổng thể là đầu tư cái người đầu tư thu trong vòng 9 năm, thì cái 9 năm sau rồi nó hòn trẻ lại cái vấn đề mà cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng. Được biết đây là ngôi chợ đầu tiên của xã này được hình thành không phải do nhà nước đầu tư mà thực hiện theo dạng bót, tức người dân bỏ vốn ra, sau đó sẽ thu thuế chợ để hoàn vốn.